cục bé nhỏ, rất là dễ thương luôn. Thì nhìn nó khá là ấu luôn ha. Thì xung quanh nó sẽ có những viên tuyết đang rơi nè. Thì mình sẽ tô màu với màu và hướng dẫn các bạn tô. Đầu tiên mình sẽ tô là màu xanh biếc lửa.
hơi dùng nước này nha. Đây chính là hình ảnh bức tranh của mình nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video này ha, và hẹn gặp lại. Bye bye.